Kênh Thời sự và Giải trí xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung. Lượt xem khủng livestream của bà Hằng, sự đói khát thông tin, thèm muốn sự minh bạch của người dân. Tác giả Lê Quang, kính mời quý vị cùng theo dõi. Khi sống trong một xã hội thiếu minh bạch và không làm sao để có thể có được điều ấy, con người ta sẽ tự thèm khát nó. Nỗi thèm khát sự thật là phản ứng hiển nhiên như là khát nước, đói ăn. Bởi lẽ xã hội con người được xây dựng lên bởi những quan hệ và niềm tin chứ không đơn thuần chỉ bằng của cải vật chất. Chính vì thế mà người ta mới hóng hớt. Điều này không phải là phản ánh dân trí thấp hay cao. Mọi xã hội đều như vậy. Xã hội phát triển có kiểu hóng hớt của xã hội phát triển. Xã hội kém phát triển cũng có kiểu hóng hớt riêng của mình. Tất nhiên, ở chiều ngược lại, các xã hội cũng có cách phản ứng riêng để lấp đầy nhu cầu thông tin của con người. Ở phương Tây, đó có thể là một vụ phanh phui rung động như là Westergate được chủ trì bởi một hệ thống báo chí với nghiệp vụ hạng nhất. Còn ở những nơi khác, nền báo chí thông tin kém phát triển thì tự xã hội ấy cũng sẽ phải tạo ra những cách có thể lấp đầy được cơn đói thông tin. Nó có thể chưa hoàn hảo chưa chuyên nghiệp, chưa xịn nhưng mà đòi hỏi của bất kỳ ai nhưng mà nó ắt sẽ xảy ra như là lẽ hiển nhiên. Khi chứng kiến người ta đói khát thông tin, thèm muốn sự minh bạch rồi biểu hiện ra bằng đu chen hay hóng hớt, cá nhân tôi cảm thấy bình thường. Nó là phản ứng tất yếu để giữ cho một xã hội vận động theo cách riêng của nó. Khi mà trên thực tế, nó chưa bao giờ được thỏa mãn một cách chính danh do đó người ta phải tự giải quyết điều đó một cách thiếu chính danh nếu như thông tin từ nguồn thiếu chính danh có đủ độ tin cậy theo đánh giá logic chủ quan hiển nhiên nó sẽ là một vụ nổ về thông tin chắc chắn rằng khi ta nói đến xã hội là ta nói đến muôn mặt của cuộc sống tốt có xấu có dễ nhìn có khó nhìn cũng có những thành phần ấy sẽ có các phản ứng đa dạng trước thực tiễn mặc dù thế cá nhân tôi khi nhìn vào sự đói khát thông tin minh bạch tôi chỉ cảm thấy cảm thương chứ không thấy có gì phải khinh hay là phải xấu hổ bởi vì có thể cho đến cuối đời thì con người ta cũng không thể lý giải nổi tình cảm ấy mối bận tâm ấy khởi nguồn từ đâu giống như đứa trẻ lớn lên không có cha mẹ luôn thấy thiếu vắng một điều gì đó và có thể đến chết vẫn không thể biết được đời mình thiếu mất điều gì thế là rất cần cảm thông nếu con người ta phải hóng hớt để thỏa mãn cơn đói trong xã hội thiếu minh bạch thì những ai tự cho rằng mình phải đứng trên đám đông uyên bác hơn là đám đông lại phải nhìn vào đó như sự cảnh báo cho một xã hội hoàn toàn thiếu vắng các giá trị nền tảng sự hóng hớt ở các xã hội phát triển là nền móng của sự hoài nghi và đó cũng là nền tảng để mà xã hội ấy tiến lên chứ không phải là một nền dân trí cao hay là một dạng văn hóa đám đông đặc thù nào sự hoài nghi mới là thứ giúp xã hội tiến bộ điều này đúng cho cả những xã hội đã phát triển và những xã hội đang phát triển chúng ta phải tiến lên bằng một chuỗi các phép thử nói tóm lại là biểu hiện của phản ứng có thể là chưa chuẩn theo cái chuẩn của bạn nhưng nó không có gì là đáng khinh hay là đáng coi thường cả nó là thực tiễn rất đỗi bình thường kính thưa quý vị vừa rồi là nội dung bài viết của tác giả lê quang có tựa đề sự đói khát thông tin thèm muốn sự minh bạch của người dân đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau